Ở đây ta cho là phận số 1, phận số 2, 3 và 4. Từ CH3 COONA em đi tác dụng với vôi tôi sút. Sút là NaOH, vôi là CaO, đun nóng là em sẽ tạo thành chất X. Chất X của thầy là CH4 cộng cho Na2CO3. Đây là X. Khi chúng ta đi tác dụng với clo ánh sáng thì chúng ta sẽ tạo thành CH3Cl cộng cho HCl. Phần số 3 của chúng ta là CH3Cl. Chúng ta đi tác dụng với NaOH, nhiệt độ. Đây là phương pháp dùng để điều chế ancol. Ở đây sẽ tạo thành CH3OH cộng cho NaCl. 4. Từ CH3OH chúng ta CH3OH. Chúng ta đi tác dụng với CO đun nóng. Đây là phần O sẽ hóa ancol. Đối với CH3OH thì chúng ta sẽ tạo thành HCHO cộng cho nước cộng cho đồng. Như vậy đây là T. Đây là Z. Yêu cầu chúng ta tìm chất T. Chất T chúng ta là HCHO. Đúng ở đây là câu B.